review về một cái món đồ chơi để giúp cho mọi người xả stress. Thì cái này mình quên mất cái tên gọi của nó là cái gì rồi. Nhưng mà nói chung là nó là một cái đồ chơi xả stress rất là tốt, thật sự luôn, rất là tốt. Tuy nó mang trong mình một cái kích thước nhỏ gọn như vậy nhưng mà nó trang bị đầy đủ đồ chơi luôn. Nhất là những cái môn mà ngày xưa mà mình hay quậy phá, mình hay nghịch đó. Những cái trò chơi tuổi thơ của mình khi mà mình hay nghịch. Chẳng hạn như là đó, các bạn có thường xuyên bật tắt đèn ở trong phòng không? Nếu mà ví dụ mà bật tắt đèn như vậy hoài á thì nó sẽ làm giảm cái tuổi thọ của đèn và đôi khi nó cũng sẽ xảy ra chạm mạch nữa. Thì đây sẽ là một cái món đồ chơi giúp cho các bạn, đối với những người mà tay máy tay chân á thì sẽ không còn bị tay máy nữa. Và nếu mà các bạn những người mà bị stress hoặc là cảm thấy buồn chán ở trong cuộc sống và công việc á thì cái món đồ này sẽ giúp ích rất là nhiều luôn. Thì đây là nó có bao nhiêu mặt tàng? 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cái này nó có tới 12 mặt lận và mỗi mặt thì nó sẽ trang bị một cái đồ chơi khác nhau. Mình sẽ nói sơ qua về cái phần ở trên đây. Cái phần ở trên đây chỉ là một cái sợi dây thôi, cái sợi dây để mình xách hoặc là mình treo, mình móc ở đâu đó, mình móc ở trong công ty, văn phòng hoặc là ở trong phòng của mình cũng được. Lúc mà mình cần thì mình có thể tháo ra và mình dọc. Và tuy là nó là một cái dây vậy, nó một cái dây cao su nó rất là đàn hồi thì mình có thể chơi, mình có thể búng nó như vậy cũng được. Và cái tiếp nữa đó là đối với những bạn mà game thủ đam mê chơi game như là những cái máy chơi game cầm tay PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gì đó. Đó thì rất là quen đối với những cái này. Và ngày xưa thì những bạn mà trốn nhà đi chơi điện tử đó thì cũng sẽ quen như thế này. Cái này kêu là cái joystick đó, thì mình có thể là gặp lên gặp xuống và xoay 360 độ luôn, lên xuống trái phải tùy theo mình. Và cái cảm giác xoay nó rất là chắc chắn luôn, nó rất là chắc và nó rất là mê êm và nó mượt lắm, chứ nó không có bị cứng và cũng như nó cũng không có bị kêu bụp 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 nữa. Nói chung là cái cảm giác xoay nó rất là êm. Không có biết họ sản xuất cái này như thế nào mà cái cảm giác xoay thì nó rất là tốt. Còn cái này nữa là giống như là cái nút âm lượng vậy đó, giống như nút âm lượng của cái loa vậy đó. Mình sẽ đẩy tới đẩy lui và có ba nút, thì mình có thể đẩy một lần một nút hoặc là đẩy một lần ba nút luôn cũng được. Nó giống như là một cái bánh răng xoay thôi. Thì giống như là cái này là cái joystick, thì ở đây là cái nút bấm điện tử. Đối với những bạn mà chơi cái điện tử mà bốn nút đó thì sẽ rất là quen thuộc. Đối với cái này mình có thể bấm đó, bấm như vậy cũng được. Tiếp đến thì ở phía bên đây chỉ là một cái mặt họ làm thụt xuống thôi đó, để cho mình rê tay lên như thế này nè, giống như là cái máy quét vân tay vậy đó. Đó thì mình để ấm cái bàn tay của mình lên thôi. Thì đối với nhiều người thì như vậy nó cũng sẽ đem lại cái cảm giác thoải mái và dễ chịu. Còn đây thì là một cái nấm cao su. Thay vì cái joystick lúc nãy mình có thể xoay này kia nó có khớp, còn cái này nó sẽ không có khớp mà nó sẽ chỉ là một cái nấm cao su thôi. Và trên một cái nấm cao su này á, nó sẽ có một cái icon mặt buồn, mặt nhăn đó. Và ở bên đây là một cái dĩa này giống như là cũng không biết tưởng tượng nó là cái gì, có thể là cái nút dặn âm lượng của cái loa chẳng hạn như vậy. Và cái dĩa này mình có thể bấm nút bấm xuống được đó, nó kêu nè, nó kêu cạch 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 đó đó. Mình có thể xoay xoay tới xoay lui đó, xoay tới xoay lui tùy theo
mình. Và đây là một cái nút bấm. Cái nút bấm này liên tưởng cho mình giống như là cái vali hạt nhân vậy đó. Có một cái nút bấm, khi mà mình bấm một cái là trái đất sẽ bị hủy diệt. Đó, cái nút bấm. Cái nút bấm này nó được bọc một cái lớp cao su, và bấm cái cảm giác bấm nó rất là chắc, và nó rất là nhạy nữa. Nó không có cái độ trễ luôn đó. Còn ở đây là một cái thảm có những cái hình, có những cái khối silicon nó nhô lên. Thì như vậy đối với những bạn mà thích những chà tay lên trên những cái mặt nhám á, thì có lẽ là thích cái này đó. Mình có thể chà tay lên, nó sẽ đem lại cái cảm giác nhám nhám, giống như là massage cho mình vậy đó. Và bên đây là cái nút công tắc đèn điện. Đó, ngày xưa thì có nhiều bạn thì thích dọc bấm tới mở mở tắt mở tắt mở tắt mở tắt mở tắt như vậy nè. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ không cần phải quậy phá ở nhà nữa, không cần phải phá cái ổ điện ở nhà nữa, mình có thể bật tắt cả ngày cũng được. Và nếu mà các bạn có con các bạn cũng có những cái sở thích quái đản giống như các bạn ngày xưa đó, thì các bạn có thể mua này để cho nó chơi, thay vì cho nó chơi suốt ngày ôm đầu ở trong cái iPad hoặc là máy tính bảng xem hoạt hình, xem những cái trò vô bổ, thì mình có thể mua cái này để cho nó chơi. Cái này ngoài cái giảm stress ra thì sẽ giúp cho những đứa bé nó sẽ luyện cái tư duy của nó đó, và nó sẽ tưởng tượng được rất là nhiều khi mà nó chơi cái này. À, cái này nó cũng nhỏ gọn nữa, nó chỉ có ở trong cái lòng bàn tay của mình thôi, nó rất là nhỏ gọn. Và cái giá của nó khoảng chừng hơn 100.000 chút xíu, nhưng mà cái giá trị giải trí mà nó mang lại phải nói là rất là lớn luôn đó. Thật sự cái này đã lắm. Nó chỉ là một cái khối nhựa thôi, nhưng mà nó không có cái cảm giác ọp ẹp, và nó cũng không có, và cái độ hoàn thiện của nó cũng khá là tốt đó. Vì tuy là nó ghép từ nhiều khối lại với nhau, nhưng mà giữa những cái lề, những cái cạnh nè, nó sẽ không có cái phần nhựa bị dư, hoặc là những cái phần mà thô ráp á, thì nó không có, mà nó mài rất là nhẵn luôn đó, hầu như là không có bị những cái nhựa thừa đó, những cái chi tiết thừa. Chỉ có điều là ở đây là sẽ có một cái lỗ này, nó sẽ dặn cái con vít ở phía bên trong á. Thì mình cũng không biết làm gì, có lẽ là tháo cái con vít đó ra thì mình có thể tháo được những cái bộ phận này ra chẳng hạn như vậy. Đó, thì đó là cái bài review của mình về cái món đồ chơi giảm stress.